những người dân họ như là rất thích ăn mía ngay tại một cái khu chợ ở Ethiopia như thế này. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Bùi Hồ đang ở một cái khu chợ của gần cái bộ lạc Konso, một cái bộ lạc khá là đặc sắc cô bác quý anh chị. Và đây là cái khu chợ này nè, họ người ta sẽ chế biến, chế tạo những cái vỏ xe, làm những cái chiếc giày, chiếc dép chứ. Đây là một cái chiếc dép cao su đúng nghĩa nè. Đây là vỏ của chiếc xe ô tô á, loại bánh lớn á. He's making shoes for me. Tire shoes. Đây là giống như là cái xưởng đóng giày dép vô mọi người. Từ đây đến đằng kia luôn kìa. Lật ngược lại là bên trái, chiếc trái chiếc phải á. Đúng nghĩa luôn ha Phong ha. Cái dao phải nói là vô cùng bén luôn ha. Bây giờ lấy mẫu đo. Đo. Thì khoảng là bao nhiêu? Khoảng 150.000 từ Việt Nam. Đây là chiếc dép từ chiếc vỏ của xe tải sau khi anh cắt ra thành phẩm. Đây là dép em bé còn đinh luôn á. Có nghĩa là chưa có ai mang. Bằng dao mà hai cái công phạm nghe Phong ha. Cái lớp xe máy này đúng này nè, đúng này là xe máy
Việt Nam. Việt Nam, China rồi. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam nữa. Nhét cái bài vào ha. Ừ. Đấy nhỉ. Anh sẽ xuống gọi bố lúc đó. Đúng cái quai dép à. Bây giờ thì chỉ còn nhét cái quai dép vào đã là xong. Đóng một vài cây đinh lại như thế này nữa. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào để cho cô bác anh chị biết được cái chợ này ha. Đây là một cậu bé này cũng làm một cái dép. Và đây là những cái sản phẩm đã hoàn thành. Những cái vỏ xe tải. Mọi người, đây là những cái cây mía. Hai khu chợ trước thì Bùi Hồ không có gặp những cái cây mía được bán như thế này. Và đây là một cái khu chợ phải nói là chắc có lẽ là bán nhiều mía nhất ngay tại Ethiopia. Cuộc sống ở đây cũng có vẻ khá là sung túc khi rất là nhiều xe lam, xe túc túc ở đằng ngoài kia. Và họ đã biết tự cung, tự cấp, thậm chí là đem đi bán trong một cái thương mại luôn các bạn anh chị. Như đây là họ đem mía ra bán. Cái cô này quải một cái cặp bằng chiếc da dê. Đây là đồ, quần áo. Những người dân họ như là rất thích ăn mía ngay tại một cái khu chợ ở Ethiopia như thế này. Những cây mía mập ú. Bây giờ sẽ đi qua đây nha cô bác anh chị. Theo một cái lối đi này. Và đây là một cái tờ tiền ở Ethiopia. Cái lối đi này là một cái khu bán ẩm thực. Những trái chuối, những trái cà chua, những trái xoài,
có vẻ như là họ không thích khi mà mình quay phim. Họ đang mua bán những cái trái cà chua. Và cà chua là một cái thứ gì đó không thể thiếu, giống như cà phê ở Ethiopia. Đây có cả hành tím. Khoai tây. Họ rất là khó chịu, mình không hiểu vì sao họ có khó chịu khi mà quay video. Give him my beer. Jimmy, give him my beer. Con esta nada en el coche. La beer for. Đây là các loại bánh ở Ethiopia. Có một điều gì đó khi mà mình quay video như thế này, mặc dù ở Ethiopia công nghệ khá là kém phát triển, nhưng giống như là họ trước đây đã có những người đã quay và như thế nào họ không chịu quay video. Họ bị tác động bởi một cái điều gì đó và họ có hỏi mình là có phải là người Trung Quốc hay không, và mình nói là mình không phải. Họ có hỏi, và chắc có lẽ là trong ánh mắt của những người Ethiopia, người Trung Quốc thì rất là khó chịu vì họ có sự phân biệt đối xử gì đó. Đây là bánh muối mọi người. Đây là một cái gian hàng bán toàn muối ở Ethiopia. Muối rất quan trọng vì đất nước này họ không giáp với biển. Họ giáp với phía đông, họ giáp với Somali, nổi tiếng với lại là cướp biển Somali, mà trong cô bác của anh chị có thể biết được qua những cái bộ phim về cướp biển Somali. Phía tây thì họ giáp với Kenya và Nam Sudan. Núi này chắc có thể là họ sẽ đem về từ đâu ạ? Ra rồi. Đây là lá chè. Và bây giờ mình sẽ qua đây. Đây là những gian hàng may đồ ngoài trời. Những người thanh niên may đồ ngoài trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Những chiếc máy bay thủ công được đạp bằng chân, chứ không phải đạp bằng máy hoặc bằng điện giống như là những cái nước khác sử dụng. Bây giờ mình sẽ đi lại đây nha mọi người. Hello. Hello. To my son. Thấy tôi đi con rồng con lại con con lại. Bên kia là họ bán cái củi. Đây là vỏ cà phê. Đây là những cái tê ớt. Và đây đặc biệt là các bác quý anh chị có thể thấy ở Ethiopia họ chỉ bán rau củ thôi, không bao giờ bán thịt cá nha, vì đa phần họ ăn chay. Đây là một loại cây thức ăn phổ biến của người dân Congo. Và đây là cái cách họ nhìn mình. Có một số thanh niên đi theo mình khá là nguy hiểm ngay tại châu Phi này. Để có được những cái đứa vương như này họ rất là khó chịu. Nhưng mà để chia sẻ cho cô bác với anh chị thì Bùi Hồ cũng sẽ cố gắng. Đây là một cái khu chợ củi. Họ sẽ dắt củi kiếm được từ trên rừng đem xuống đây bán. Những bó củi nặng hàng chục ký. Kể cả những cây thân cỏ như thế này. Và đây là đôi dép của Daegu đâu hoàn thành rồi. À, nhìn đẹp ghê ha. Bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác với chị ở clip sau.